Lực Cơ Thành Định xin kính chào toàn thể bà con ạ. Với địa chỉ cửa hàng xã Thuận Hạnh, huyện Đắk Song, tỉnh Đắk Nông. Bất là cần mua và đặt hàng thì liên hệ trực tiếp đến hai số điện thoại 0388039136 ạ, hoặc 0973164668. Và hôm nay là ngày mùng 6 tháng 8, em lên nô máy 12 con, báo giá cho bà con nô máy 12 con. Giá em báo ở trên đây đã miễn phí ship toàn quốc nha. Phụ kiện kèm theo gồm có dao vuông, ba phát cước, dây đeo, típ mở buji và mở đầu ra, lục giác để vặn ngay tay. Hình thức bên em mua bán ấy, trước khi em gửi hàng, các bác vui lòng cọc trước 50.000 nhá. Được ghi địa chỉ, số điện thoại người nhận, em sẽ nhờ đơn vị Viettel Post hoặc bưu điện ship đến tận nhà. Trước khi nhận và giao số tiền còn lại cho nhân viên giao hàng, các bác được quyền kiểm tra máy, được quyền test nổ máy nhá. Và hôm nay là lô chữ E, ngày mùng 6 tháng 8, bác nào chốt con nào? Ví dụ con Mitsubishi TL261 này chẳng hạn này. Cho tôi chốt con E12 ngày mùng 6 tháng 8 nhá. Đó, bác nào chưa thích con nào ở lô này, các bác có thể đăng ký kênh để chờ video tối mai hoặc tối mốt, ngày nào em cũng lên video hết ạ. Hoặc gọi điện trực tiếp đến hai số điện thoại em vừa nói trên để tư vấn và đặt hàng nhá. Và hôm nay thì có một con Mitsubishi TL261 này, một con Maru 26, một con Mitsubishi TL23, Mitsubishi TU23 26, một con Robin 25, Maru 23, hai con Makita 26, Maru 23 tum liền, một con Echo Maru 22. Vâng, em xin nhắc lại là giá em đã miễn phí ship toàn quốc và phụ kiện kèm theo rồi các bác nhá. Bác nào chốt con nào ấy thì tời đi tời lại con đó xem. Công suất máy, giá tiền máy em đã nói rõ hết, rõ ràng hết ở trên kênh rồi nhá. Và trước khi review từng con một ấy thì xem em như mọi khi em sẽ hướng dẫn cách sử dụng, cách pha nhớt nhá. Sáng ra hoặc lâu ngày không sử dụng, các bác bơm xăng ạ. Có một cái núm bơm xăng ở dưới này, các bác bơm xăng. Rồi các bác gạt cái le lên, bên tay phải thì các bác gạt lên. Tùy theo cái le tự động hay là thường thường, thông thường nó đa phần nó ở cái le này thôi nhá. Rồi giật nổ ạ. Vâng, nó nổ rồi thì các bác thả le xuống ạ. Lúc sáng ra hết xăng hoặc lúc này không sử dụng thì mình bơm xăng đóng le vậy. Còn lúc nổ lại rồi nhẹ khởi nhẹ cái nổ thôi, một vòng tua nó cũng nổ ạ. Nhẹ cái nó nổ thôi ạ. Và nhớt thì các bác pha tỷ lệ nhớt cho em là 1/20, 1 lít nhớt là 20 lít xăng. Đó là cái mức trung bình của nó nhá. Các bác cứ pha tỷ lệ như vậy. Và hôm nay lô chữ E, hôm nay con E1 đến từ thương hiệu Maru Jangma. Con này 22cc lòng 32 ly. Con này sử dụng chế Gomboro, chế một kim, tum liền. Vâng, tay ga giữ, công tắc nằm trên tay. Vâng, tất cả đều nguyên zin hết cho các bác nhá. Và thương hiệu này ngày hôm nay em sẽ bán giá là 1.300.000 đồng cho con số E1 ạ. Bác nào thích nhẹ nhàng, những cái dòng này là gần như là những cái dòng nhẹ nhất của máy phát cỏ đấy nhá. Nó tầm 3.6 kg thôi ạ. Đó, cực kỳ nhẹ nhàng. 1.300.000 đồng, một con Maru đời cao nhá. Đó, các bác thích một con đời cao, giá tiền hợp lý, nhẹ nhàng thì các bác lựa chọn thương hiệu này nhá. Thương hiệu này thì ai cũng có thể đeo được cả. Các bác đòi hỏi phải một con nào nhẹ hơn nữa thì chắc khả năng là không có đâu ạ. Em khẳng định với các bác là nó chỉ nhẹ hơn 1-2 lạng nữa thôi, chứ còn bỏ nhẹ hơn cả kg. Nhiều bác gọi em hỏi có máy cỏ 3 kg không? Dạ, em xin trả lời luôn là không có đâu ạ. Ít nhất phải tầm 3.4 kg nhá. 3.3, 3.4 kg là nhẹ nhất rồi. Còn các bác xem trên mạng họ quảng cáo mấy cái máy cỏ mà bằng pin đấy ạ. Em khẳng định với các bác về không làm được đâu ạ. Em đã về đây em đã thử rồi. Và nó cái tua của nó rất chậm. Quảng cáo trên mạng nhìn nó hay vậy thôi chứ còn thực tế không làm nổi nhá. Vâng, tiếp tới là con số E2. E1 1.3 triệu các bác nhá. 1.300.000 đồng. E2 1.350.000 đồng cho thương hiệu Echo. Vâng, con này 22cc. Lòng của nó 33 ly ạ, sử dụng tum liền. Con này sử dụng tay ga giúp, công tắc luôn trên tay. Và đồ bò riêng nha các bác. Và thương hiệu này ngày hôm nay em sẽ bán giá là 1.350.000 đồng nha. Giá đã bao ship và phụ kiện kèm theo. Đó, máy rất đẹp nha. Mới đến tầm 85-90% ạ, máy cực đẹp luôn. Vâng, con E2 bác
chốt con nào thì nhắn tin hoặc gọi điện. Tôi chốt con E2 giá 1.350.000 đồng ạ. Cho thương hiệu Echo nhá. 22cc lòng 33 ly ạ. Vâng, tiếp tới là con số E3. Ồ, E3 không có rồi. Thôi E4 luôn ạ. Ờ, ghi nhầm rồi, E4 luôn. E4 đến từ thương hiệu Maruyama. Con này 23cc lòng 32 ly. Con này sử dụng trục giật trợ lực nhá, kéo lên thả xuống là nó nổ. Tum liền. Máy cực kỳ sáng, cực kỳ đẹp nhá. Đó, nóc máy có dập main Japan. Con này sử dụng tay ga giữ. Vâng, đồ bò rim xịn sò nhá. Con này em sẽ bán giá là 1.600.000 đồng. Đó là ghi vậy thôi, nhưng mà lúc nãy nhìn cái vỏ này, nó hơi xấu xấu một tí. Cái vỏ này nó hơi chảy ấy một tí. Đó, vì cái vỏ này em sẽ con này đã viết là 1.600.000 rồi. À, con này xả cho các bác luôn. 1.500.000 đồng. Đó, các bác không để ý cái vỏ một tí tí đi vỏ thôi nhá. Đó, nó chảy ra một tí thôi. Đó, lúc nãy viết giá thì quên chưa để ý cái vỏ. Bây giờ nhìn để ý cái vỏ rồi. Xả cho các bác 100.000. Con này còn 1.500.000 đồng nữa nhá. Trục giật trợ lực, máy cực kỳ mới luôn. Mỗi một tí tí cái vỏ thôi. Máy cực đẹp luôn đấy ạ. Đó, con này cực kỳ dễ nổ nhá, kéo lên này, thả xuống này là nổ thôi ạ. Vâng, E4 giá là 1.600.000 đồng nha các bác. Giá đã bao ship và phụ kiện theo. Bớt xả phúng 100 là còn 1.500.000 đồng ạ. Các bác lưu ý nhá. Các bác nhắc lại em, con này bên bán 1.500.000 đồng ạ. Vâng, tiếp tới là con số C5 và E5 và E6 ạ. Đều đến từ thương hiệu Makita. Con E5 này là 262, 26cc lòng 34 ly. Sử dụng chế Wambro, chế 1 kim, tum niên. Vâng, máy cực đẹp luôn, công tác đây ạ. Tay ga giữ, vâng, đồ bò riêng cho các bác. Và thương hiệu này em sẽ bán giá là 1.700.000 đồng nhá. Makita. Đó, máy cực đẹp luôn ạ. Đó, các bác có thể sử dụng cái thương hiệu này. Tua nhanh. Đó, tua nhanh. Động cơ đồ thay tháo dễ. Máy tương đối đẹp ạ. 26cc nhá. Và con này trục giật trợ lực bằng lò xo nhá. Trục giật trợ lực bằng lò xo rất nhẹ nhàng. Vâng, máy tương đối đẹp nhá. Vâng, E6 cũng vậy ạ, cũng giá 1.700.000, cũng Maruza, cũng Makita. 262, 26cc lòng 34 ly. Con này chế thiết kế khác nhá, le tự động này, bơm xăng đây, cắm nè vào đó, các bác ấn nèo vào nhá. Rồi lúc các bác không cần phải thả ra đó, các bác ga lên phát nó tự nó nhảy ra nhá. Đó, em nằm lại này, ấn này, ấn vào này. Đó, rồi. Đó, nó tự nó bật ga lên, tự nó bật lên nhá. Đó, các bác khi nghe tự động thì con này. Vâng, con này sử dụng tay ga giữ. Vâng, đồ bò vẫn cứ rin ạ. 1.700.000 đồng cho con số E6 nha các bác. Tiếp tới là con số E7 ạ. Đến từ thương hiệu Maruyama. Con này hôm nay em xả nhá. 2.000.000. Con này 1.500.000 đồng cho thương hiệu Maruyama. BC23cc lòng 32 ly. Con này sử dụng tum dầu, tum nhôm nhá. Tay ga giữ. Vâng, đồ bò đi hết cho các bác. Lý do em xả là cái áo trước này nó hơi xấu xấu một tí thôi. Đó, con này áo ngoài nó vẫn còn mới, nhưng áo này hơi xấu xấu một tí thôi. Đó, thường thường em bán con này tầm khoảng 1.600.000-1.650.000. Con nào đẹp mê đi thì 1.700.000. Và hôm nay em xả con này còn 1.500.000 đồng nhá. Các bác có thể gắn máy xịt thuốc. Bác nào không để ý cái này thì nó hơi xấu một xị xì thôi. Đó, máy đã xả cho các bác xuống cái còn 100-150.000 rồi. Đó, máy rất ok nhá. Đó, các bác có thể nghe tiếng máy này, còn rất tròn tiếng, rất ok.
này trợ lực bằng lò xo nhá. Đấy các bác có thể nghe tiếng máy nó chưa có độ một độ rẻ, tiếng máy vẫn ok mà tự nhiên rẻ hơn được 100-150 nghìn rồi à. Vâng, E7 1.500.000 đồng nha các bác. Cho thương hiệu Marujangma BC23cc lòng 32 ly ạ. Vâng, tiếp tới là con số E8, con này cũng xả luôn đây. 1.700.000 đồng cho thương hiệu Robin, không có chữ Robin đâu các bác nhá, tiếng Nhật. 25cc lòng 34 ly. Thiết kế nhỏ gọn nhẹ nhàng, đặc biệt sử dụng tum rơi, có thể gắn máy xịt thuốc. Đó, công tác lên chân tay. Con này vỏ thì cũng hơi xấu, gọi là không phải là xấu đâu, gọi là nếu mà để mà so với mặt hàng nhìn em thì gọi nó là hơi xấu thôi. Đó, em cũng xả cho các bác 50.000 đến 100.000 đấy ạ. 1.700.000 đồng ạ. Và con này sử dụng tay ga giữ. Vâng, đồ bò riêng cho các bác. Vâng, tum rơi nhá. Đó, vỏ hơi xấu một tí thôi, chứ không phải xấu, nó ở cái mức trung bình. Và con này 1.700.000 đồng. Máy rất ok nhá. Đó, bác còn đông này, còn mới nguyên này. Đó, các bác có thể lựa chọn những cái thương hiệu đeo máy nhẹ nhàng. Đó, công suất cỡ khá 25cc rồi, lòng 34 ly rồi. Mà thiết kế rất nhỏ gọn nhá. Nó nhỏ gọn như bằng một con 23 ở các hãng máy bình thường thôi. Nên là về các bác đừng kêu những con này nó bé nhá. Người ta thiết kế nhỏ gọn nhá, nhưng vẫn đạt được cái công suất 25cc, 255 ấy ạ, gần 26cc đấy ạ. Vâng, con E8 1.700.000 đồng cho thương hiệu Robin nhá. Và các bác thích những cái hàng cao cấp hơn thì các bác sẽ lựa chọn những cái thương hiệu Mitsubishi. Như con một, đây là một con Mitsubishi TU26 26cc. Đó, lòng 33 ly. À, những thương hiệu này thì lốc máy nó lại dập chữ Mitsubishi ở lốc máy dập nổi nhá, Mitsubishi. Đó, mà số seri đây. Có này sử dụng tum rơi. Đó, cực kỳ chắc chắn này. Một cái tum dày, tum của nó rất dày nhá, cực kỳ chắc chắn, gần như không bao giờ hỏng cái tum này đâu ạ. Con này có bảo vệ bình xăng này. Vâng, tay ga giữ. Đầu bò riêng cho các bác. Đắn đảm đi luôn. Vâng, 2.200.000 đồng cho con số E9 nha các bác. Đẹp luôn ạ. Sử dụng chế Gomoro, chế 1 kim. Con này chụp giật trợ lực bằng lò xo nhá. Giật cũng nhẹ nhàng thôi ạ. Con E9 giá 2.200.000 đồng nhá. Các bác bỏ thêm một chút tiền thôi thì các bác lựa chọn những cái thương hiệu, thứ nhất là nó ngon, thứ hai ăn ít xăng, thứ ba nữa là đồ thay tháo những cái dòng này rất nhiều nhá. Rồi tiếp tới là con số E10. Các bác có thể lựa chọn những cái thương hiệu 23cc lòng 31 32 ly thì các bác chọn những cái thương hiệu cao cấp như kiểu Mitsubishi TL23 nhá. Và một con TL23 cũng tương đối mới. Và những cái thương hiệu này lốc máy đều dập Made in Japan nhá. Những con này là tập Made in Japan. Vâng, con này sử dụng tum rơi, tum nhôm, tum nhựa. Tay ga giữ. Vâng, đồ bò riêng cho các bác. Và thương hiệu là ngày hôm nay em sẽ bán giá là 1.800.000 đồng cho con số E10 nhá. Vâng, máy tương đối đẹp, bình xăng lớn đã thay. Chế Gomoro, chế 2 kim. Tiếng máy nào rất ok nhá. Nào còn sáng tưng này. Vâng, E10 giá là 1.800.000 đồng cho thương hiệu Mitsubishi TL23. Đó, giá đã bao ship và phụ kiện kèm theo cho các bác. Tiếp tới là con số E11 đến từ thương hiệu Marujangma đời MB260. Và thương hiệu này, con này sử dụng tum rời, tum nhôm nha các bác. Con này xác lớn, 26 xác lớn đấy ạ. Vâng, tay ga giữ, công tác làm luôn trên tay này.
Vâng, đồ bò Rin. Và thương hiệu này ngày hôm nay sẽ bán giá là 2.100.000 đồng nha, con số E11. Vâng, máy cực sáng luôn cho các bác, Rin tất cả, con này Rin 100% cho các bác đấy. Máy cực đẹp luôn ạ. Chế qua một rô, chế một kim. E11 giá 2.100.000 đồng nha các bác. Và E12. Và những cái mặt hàng này thì đến từ thương hiệu Mitsubishi TL261 này, thì cũng rất nhiều người săn đón ạ. Nói tóm lại là hầu như ngày nào cũng phải làm một vài con để đặt hàng. Nói chung 1-2 hôm em mới đăng cái dòng 261 này thôi, tại vì cái số lượng nó về cũng không có nhiều. Thứ nhất là vậy, thứ hai bữa nay là mùa dịch. Nói thật với các bác, mùa dịch hàng Sài Gòn về, đóng hàng ở trên Sài Gòn về không về nổi. Đó, nhà còn chắc tầm khoảng hơn 100 con TL261 đấy thôi, nhưng mà đang dần dần bán dần dần thôi ạ. Và những cái bác nào đặt hàng máy to hiện tại nhà cũng hết rồi ạ. Chỉ còn Maru 32 thôi. Đó, hàng không về được ạ. Bữa này dịch, bán cũng chậm, mà nói thật với các bác là hàng về cũng không có luôn đấy ạ. Và con này cực kỳ mới luôn nha. E12 em bán giá là 2.500.000 đồng cho thương hiệu Mitsubishi TL261 nhá. Đẹp như mới luôn, thiếu mỗi cái thùng. Vâng, con này sử dụng tay ga giữ và công tác làm nó nhân tay này.